Vâng, xin chào các bạn. Tôi rất là vinh dự trong buổi sáng ngày hôm nay được 123 TV mời đến tham dự cái chương trình là Whiteboard Friday. Trong cái chương trình mà bảng trắng thứ 6 ngày hôm nay, tôi chia sẻ với các anh chị một chủ đề đặc biệt là bốn cái giải pháp để thúc đẩy doanh số bán hàng trong thời điểm hiện nay. Và bốn cái giải pháp này cực kỳ hiệu quả, và tôi muốn giới thiệu các anh chị và chia sẻ cho tất cả các anh chị là doanh nghiệp, hoặc chúng ta đang khởi nghiệp làm kinh doanh, hoặc các anh chị bạn trẻ đang mong muốn thúc đẩy doanh số bán hàng trên online. Thì cái giải pháp đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị á, đa số các anh chị mà học về digital marketing hoặc online marketing đều biết những cái điều này. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay thì cái giải pháp nào đang hợp lý nhất thì tôi phân tích và chia sẻ các anh chị. SEO thì các anh chị biết rồi đúng không ạ? SEO viết tắt của cái từ là Search Engine Optimization, tức là tối ưu hóa cái giá trị tìm kiếm của bạn, trang web của bạn, nội dung của bạn cho Google, để khi mà người ta tìm kiếm cái thông tin mà muốn về sản phẩm mà tìm kiếm đến cái trang web các anh chị, thì nó sẽ hiện, Google sẽ đếm hạng và xuất hiện cho các anh chị lên trang top Google, và thường là top 10 các anh chị. Tôi hay thường nói với một số người bạn thì nếu các anh chị không nằm trong top 10 của Google thì hầu như các anh chị chưa bắt đầu thực sự kinh doanh online. Đấy, thì SEO nhiệm vụ này, SEO thì một số các anh chị á, thì hiện tại ở Việt Nam cái vấn đề này cực kỳ phát triển các anh chị. Có rất nhiều đội ngũ, rất nhiều các anh chị đang hành nghề trong cái lĩnh vực SEO này. Và cái người hành nghề trong này người ta gọi là SEO, là cái người luôn tối ưu hóa cái công cụ tìm kiếm. Tôi đánh giá công việc này cực kỳ vất vả, bởi vì đa số các anh chị cái cuộc đua này thì rất là cạnh tranh, và cái cuộc đua về SEO cực kỳ cạnh tranh các anh chị. Và nếu có ngày hôm nay các anh chị ở top 10, tuy nhiên các anh chị không làm gì thì ngày mai các anh chị đã lọt vào qua top 10 rồi. Cho nên cuộc chiến này là luôn luôn vận động và cạnh tranh. Đây là cái điều mà tôi muốn nói với các anh chị. Nhưng doanh nghiệp ứng dụng SEO khi nào? Một số các anh chị thấy thời điểm hiện nay có rất nhiều cái giải pháp, ví dụ như Google AdWords. Google AdWords thì Google AdWords không thể thay thế được SEO, bởi vì Google AdWords các anh chị thấy là chúng ta chạy Google AdWords thì các anh chị thấy là trong vòng một ngày là được duyệt cái thông tin quảng cáo các anh chị. Và tất nhiên nó có cách hay của nó, cái lợi điểm của nó là các anh chị thấy là Google AdWords thì trong vòng một ngày thôi là thông tin các anh chị được, mọi thứ thông tin là được approach và chúng ta sẽ chạy. Tuy nhiên SEO thì câu chuyện này là dài hạn hơn. Về bài toán về lâu về dài, SEO sẽ có hiệu quả về 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên chiến lược ngày hôm nay tôi nói là bộ ba giải pháp này để chúng ta tận dụng cả bộ ba, được không ạ? Cả bộ ba giải pháp. Còn Google AdWords thì chúng ta ăn ngay, tức thì ngay. Bởi khi khách hàng mà tìm kiếm thì lập tức là các anh chị sẽ xuất hiện cái website, cái thông tin các anh chị để người ta vào. Tuy nhiên là sẽ tốn kém cho các anh chị, bởi vì khi khách hàng click vào chúng ta phải trả tiền. Còn SEO mà các anh chị làm tốt thì về lâu về dài thì cái này hiệu quả về mặt kinh tế. Đấy, tuy nhiên các anh chị chơi bài toán SEO nó giống như kiểu các anh chị đâm lao vào vải theo lao. Cuộc chiến này không bao giờ ngừng, bởi nếu các anh chị ngừng thì đối thủ cạnh tranh các anh chị sẽ vượt lên. Đơn giản chỉ như thế thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái xu hướng mà tôi muốn nói với các anh chị đang tạo cái làn sóng cực kỳ mới hiện nay, đó là xu hướng về mobile. Tôi sẽ phân tích cái mobile này sâu hơn để các anh chị thấy. Tuy nhiên cái giải pháp bộ ba của nó mà tôi muốn nói với các anh chị nữa, đó là về mạng xã hội, là kênh truyền thông, social media. Social media rất nhiều người đồng nghĩa đánh đồng với nó là social network. Social network chỉ là mạng xã hội thôi các anh chị. Social media là tất cả những cái kênh truyền thông liên quan đến vấn đề về xã hội, về mạng xã hội. Rất là nhiều, không chỉ dừng lại ở là Facebook, YouTube hay là SlideShare, LinkedIn hay là Twitter hay là Google Plus. Không dừng lại ở đó. Tất cả những cái công cụ nào đó liên quan đến truyền thông media đều liệt vào social media này. Đó. Và Việt Nam mình chưa quá 1% những cái doanh nghiệp ứng dụng cái điều này thành công các anh chị. Được không ạ? Tuy nhiên bộ ba giải pháp về SEO, mobile, social media này thì các anh chị thấy nếu các anh chị ứng dụng cả ba cho doanh nghiệp các anh chị thực sự rất là hiệu quả. Được không ạ? SEO trong cái cuộc mà tìm kiếm lâu dài về khách hàng. Mobile, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoặc những bạn trẻ bây giờ dùng mobile để nhắn spam. Thì bây giờ ở Việt Nam không còn dễ dàng như vậy các anh chị. Các anh chị không khéo, khách hàng complain thì các anh chị sẽ lãnh đủ. Bởi vì là luật Việt Nam về vấn đề về spam rất là chặt cho vấn đề mobile này. Vấn đề mobile này tôi muốn nói các anh chị trong ngày hôm nay sẽ có bốn cái thứ trong mobile. Tuy nhiên tôi đang nói về câu chuyện tại sao lại bộ ba này lại đi song song với nhau, đi kết hợp với nhau, được không ạ? SEO để các anh chị tìm kiếm khách hàng lâu dài và bền vững.
mobile để các anh chị làm cái việc chăm sóc khách hàng và gửi thông tin chăm sóc khách hàng và thông tin promotion mới. Tại sao ạ? Bởi Việt Nam mình có hơn 90 triệu dân thôi, tuy nhiên cái số lượng người mà dùng mobile hay số lượng mà đăng ký user đấy của mobile đấy hơn 160 triệu. Của Bộ Thông tin Truyền thông tôi nắm cái con số này, thì các anh chị thấy tốc độ phát triển về mobile Việt Nam cũng rất là phát triển các anh chị. Hiện tại Việt Nam hiện nay thì số lượng mà những người dùng smartphone là chiếm đến vài triệu rồi. Và theo một số chuyên gia dự đoán thì trong vòng vài năm tới, số lượng xài smartphone, tức là điện thoại thông minh mà có tích hợp tất cả các giải pháp đấy, thì khoảng lên con số 10 triệu người. Và lúc đó đó là hình thành cái xu hướng tiếp thị mới qua mobile, qua mobile này. Cho nên để các anh chị là doanh nghiệp, chúng ta nắm được cái xu thế này để chúng ta tận dụng. Và khi các anh chị chăm sóc khách hàng thì cái kênh social media này, đây là cái kênh để các anh chị gia tăng cái sự tương tác của mình với khách hàng. Và chúng ta gia tăng cái sự trung thành thông qua cái việc mà các anh chị đối thoại với khách hàng tiềm năng của mình thông qua cái công cụ là truyền thông mạng xã hội, social media. Và khi các anh chị dùng 3 giải pháp này với nhau thì hầu như các anh chị đã tạo ra một cái quy trình về chăm sóc và tìm kiếm khách hàng là tổng thể, từ khâu tìm kiếm khách hàng cho đến khâu chăm sóc và cái câu về gì ạ? Về những feedback phản hồi và gia tăng cái sự trung thành. Và để khách hàng này, người ta sẽ giới thiệu những khách hàng khác cho các anh chị. Và bộ 3 giải pháp này rất hiệu quả trong thời điểm hiện nay, và hợp lý về chi phí cũng như về hiệu quả tính năng. Và nếu thực sự tôi muốn trích dẫn một câu nói của Bill Gates, vào 2007 ông ta có mặt tại Việt Nam, ông ta nói chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội là trong một vài năm nữa thì các anh chị thấy chúng ta chỉ còn một hai cái lựa chọn thôi. Lựa chọn thứ nhất là các anh chị kinh doanh cùng Internet. Lựa chọn thứ hai là các anh chị nên dẹp tiệm đi, tức là chúng ta không nên kinh doanh nữa. Nhưng mà xu hướng trong 2013 này tôi đang nói câu chuyện với các anh chị ấy, là trong 3 năm tới, nếu các anh chị không tận dụng được hai cái xu hướng mà hiện tại đang cực kỳ hút, đó là mobile và social media hay social network, thì các anh chị nằm ngoài cuộc chơi này, các anh chị sẽ bị bỏ lại. Và đối thủ cạnh tranh sẽ đi vào cuộc và vượt xa các anh chị rất nhiều. Với những xu hướng về tận dụng mạng xã hội để gia tăng cái sự khách hàng, cái lòng trung thành, và tận dụng về mobile để mà làm cái việc chăm sóc khách hàng của mình. Tôi muốn nói với các anh chị bộ 3 giải pháp này cực kỳ hiệu quả. Đấy. Và xu hướng tiếp thị mới trong 3 năm tới là kỷ nguyên của 3 cái giải pháp này. Tuy nhiên, tôi muốn nói sâu về một chút về cái mobile này. Thì nếu trong một số các anh chị đã từng biết về mobile, thì các anh chị thấy 4 cái điều mà trong mobile mà tôi ngày hôm nay sẽ phân tích cho các anh chị thấy. Nếu một cái website, một cái website mà trên nền tảng mobile cho tất cả các phiên bản, ví dụ như trình duyệt về iOS, Android cho đến Dream của BlackBerry, cho đến tất cả những cái như Windows Phone, thì nếu website của các anh chị mà không tương thích với tất cả những cái trình duyệt mobile này thì sao ạ? Các anh chị đã bỏ qua một cái kênh để chúng ta tạo sức ảnh hưởng cũng như tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình. Bởi nếu một cái website mà chỉ trên nền tảng webpage, tức là chúng ta lên trên laptop hoặc là PC, chúng ta mới có thể coi được thông tin, thì các anh chị đã bỏ lãng phí. Bởi vì tôi nói ngày hôm nay, 30% những người dùng mạng xã hội thông qua smartphone, để các anh chị thấy, và họ cũng đang mua hàng theo hình thức trên điện thoại thông minh rất là nhiều. Người ta lướt trên đó, người ta xem và người ta sẽ mua. Cho nên website của các anh chị ạ, nếu các anh chị không website mà không tương thích với tất cả trình duyệt trên iPhone, iPad hoặc là trên nền tảng khác, thì các anh chị sẽ thấy là sao ạ? Mất đi một lượng khách hàng cực kỳ lớn. Và những doanh nghiệp lớn hiện nay người ta đã biết điều này, và người ta tập trung. Khi người ta design thiết kế một cái website, người ta đều phải cho một số cái phiên bản trên nền tảng mobile. Đó là điều họ đang đi đúng xu hướng đó các anh chị. Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, khi có một cái web rồi, cái website rồi, thì nghĩ đó là ok. Tuy nhiên tôi rất là đáng buồn là Việt Nam mình thì một số các anh chị làm cái website ra nó chỉ ở dạng thông tin mà thôi. Ở dạng thông tin, chứ là đưa thông tin về sản phẩm mà thôi. Về ý nghĩa, về mặt bán hàng thì hầu như là không có. Cho nên các anh chị sẽ thấy đã thiết kế website thì nên phải nghĩ đến điều này, là nghĩ nó phải tương thích với mọi trình duyệt, kể cả trên nền tảng mobile, được không ạ? Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ chút xíu trong cái vấn đề mobile, đó là cái nội dung mà các anh chị muốn truyền tải cho khách hàng của mình, tức là cái thông điệp, là cái message đấy, được không ạ? Người ta gọi là cái text marketing. Text marketing này là gì ạ? Là những cái nội dung
chăm sóc khách hàng mà các anh chị muốn gửi cho khách hàng tiềm năng của mình. Và một tôi nói đang nói ở đây là chúng ta tiếp thị đúng cách, chăm sóc khách hàng đúng cách, chứ không phải chúng ta đang spam, được không ạ? Đó là test marketing. Một cái thứ ba tôi muốn nói các anh chị đó là gì ạ? Một cái thuật ngữ mà các anh chị hầu như một số các anh chị rành về cái này đều biết, đó là QR code. Cái là cái gì? Đây viết tắt của từ quick response, tức là sự đáp ứng nhanh, cái mã code đáp ứng nhanh. Và hầu như tất cả những điện thoại smartphone bây giờ khi có mã QR code này đều nhận diện ra. Tức là chúng ta gia tăng, chúng ta tạo cái sự tương tác cho khách hàng luôn về cái QR code này, được không ạ? Ví dụ các anh chị thấy một số cái sản phẩm hiện nay trên cái bao bì nhãn mác của nó có gắn một cái QR code. Và khi khách hàng tạo ra, chúng ta tạo ra một cái promotion bằng cách là khi khách hàng nhận được cái QR code này và họ có smartphone, họ có thể gửi cái QR code này lên để nhận một cái món quà nào đó. Đó là món quà thay lời tri ân khách hàng mà chúng ta muốn dành tặng cho họ. Và hầu như ở nước ngoài phát triển cái QR code cực kỳ mạnh. Tuy nhiên ở Việt Nam xu hướng này đang tăng, và các anh chị nên theo dõi cái xu hướng này. Và cái mà tôi muốn nói với các anh chị nữa đó là câu chuyện về mobile app mà nó đang tạo một cái làn sóng rất là lớn trong thời điểm hiện nay. Mobile app đó là cái gì ạ? Đó là những ứng dụng cho nền tảng mobile. Và các anh chị thấy trong thời gian vừa qua có những cái app của mobile làm mưa làm gió, mà các anh chị thấy hầu như ai xài smartphone đều cũng biết. Ví dụ như là Zalo, các anh chị thấy, hoặc KakaoTalk. Trước đây thì có WeChat và gì ạ? Và Line. Thì bây giờ câu chuyện tôi thấy Zalo và Kakao đang làm rất là mạnh cái việc này. Đó là những cái ứng dụng để người ta kết nối và hầu như là chúng ta gọi và talk miễn phí. Đó là những cái application dành cho nền tảng mobile. Và xu hướng sắp tới người ta đầu tư vào cái mảng này cực kỳ nhiều. Bởi vì sao ạ? Mobile app không những gia tăng về việc khả năng tiếp cận khách hàng của mình, mà nó còn liên quan đến việc là giữ khách hàng tiềm năng và giữ khách hàng trung thành ngay lập tức. Bởi vì khi các anh chị tải một ứng dụng mobile app về máy của mình thì coi như các anh chị hầu như lúc nào đều thấy cái tính năng này, đều thấy cái application này và nhắc nhở thương hiệu rất là tốt và gắn chặt khách hàng vào cái chuyện này luôn. Đó là điều mà doanh nghiệp rất là quan tâm, phải không ạ? Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở ba giải pháp này thì chưa đồng bộ, chưa giải pháp là chọn gói. Ngày hôm nay tôi muốn nói về câu chuyện về một cái làn sóng rất mới ở nước ngoài và Việt Nam mình đang thay nghén và đang phôi thai rất là nhiều. Đó là hình thức về affiliate marketing này. Affiliate marketing này thì câu chuyện đây các anh chị thấy luật ngữ này là cái gì ạ? Đây là thuật ngữ, nó mang tính là đây là cái hình thức tiếp thị kiểu mà chúng ta liên kết. Đơn giản thôi, nếu các anh chị có sản phẩm để bán, các anh chị có nhiều kênh để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên một số các anh chị không có sản phẩm để bán thì họ dùng affiliate marketing này để bán sản phẩm cho người khác, được không ạ? Bán sản phẩm cho người khác. Và hầu như những người làm kinh doanh online không đồng nghĩa với họ phải bắt buộc có sản phẩm, các anh chị. Họ có thể bán sản phẩm người khác và kiếm được số hoa hồng tương đương với số người sản xuất. Các anh chị có thể thấy CEO của Walmart là Sam Walton. Ông ta không sản xuất bất kỳ một điều gì. Tuy nhiên ông ta là người tỷ phú bởi ông ta biết phân phối và bán sản phẩm cho người khác. Thì bây giờ đang tạo cái làn sóng trên nền tảng về online, đó là affiliate marketing này. Để những người kinh doanh online nhưng không có sản phẩm, người ta sẽ tiếp thị cho chúng ta. Họ sẽ tiếp thị cho doanh nghiệp các bạn. Họ sẽ bán sản phẩm cho doanh nghiệp các anh chị để họ lấy hoa hồng. Bởi vì họ không phải là tự họ sản xuất ra sản phẩm hay dịch vụ, mà họ bán giùm các anh chị. Họ là trung gian, là người làm PR marketing thúc đẩy doanh số các anh chị. Và điều này doanh nghiệp cực kỳ hợp lý. Bởi vì sao ạ? Nó sẽ không phải tăng chi phí rất nhiều. Không phải tăng chi phí. Bởi đơn giản thôi, khi nào phát sinh doanh số thì các anh chị mới trả hoa hồng. Đơn giản như vậy. Đây là giải pháp mà tôi đang nghiên cứu chuyên sâu và đang giảng dạy về vấn đề affiliate marketing này. Và hầu như các khóa học online của tôi đều tận dụng cái affiliate marketing này để làm. Và nếu doanh nghiệp mà tận dụng được 4 cái giải pháp này một lúc đồng bộ thì hầu như các anh chị đang chiếm lĩnh cái thị trường rất lớn và chi phí hầu như là giảm đáng kể. Và trong cái giới hạn trong cái buổi mà whiteboard ngày hôm nay, tôi chia sẻ đồng bộ các anh chị 4 giải pháp này. Tuy nhiên những cái phân tích về sau của tôi sẽ sâu hơn. Trong vòng cái 15 phút tôi sẽ chỉ chia sẻ các anh chị bao nhiêu đây thôi, được không ạ? Và các anh chị có thể tìm hiểu thêm những thông tin này trên cái trang cá nhân của tôi là johnnythong.net. Và một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.